Ủy ban Nhân dân phường Thạch Thang, quận Hải Châu đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các hội đoàn thể tổ chức ngày hội thu đổi rác tài nguyên năm 2020, tuyên truyền khu dân cư thân thiện môi trường và ra mắt câu lạc bộ cán bộ mặt trận làm công tác bảo vệ môi trường khu vực Tân Hòa A trên địa bàn phường. Ngày hội nhằm đưa phong trào phân loại rác tại nguồn thành hành động thường xuyên, lâu dài của khu dân cư, hộ gia đình, chú trọng phát huy vai trò của mặt trận và các hội đoàn thể chính trị xã hội, vận động các gia đình tham gia hoạt động phân loại rác thải tại nguồn. Ngoài ra, thành lập câu lạc bộ cán bộ môi trường có 37 thành viên đại diện cho 17 khu dân cư tham gia, mục đích tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn phường. Để tiếp tục đưa cái phong trào phân loại rác thải tài nguyên trên địa bàn phường Thạch Thang vào ngày càng nề nếp hơn, sâu rộng hơn, thì năm 2020, Ủy ban phường ban hành kế hoạch tập trung triển khai cái này thành một cái chuyên đề cụ thể. Bên cạnh đó là phối hợp với các hội đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường để tổ chức cái ngày hội thu đổi rác. Tại ngày hội, người dân được tham quan và tham gia vào khu vực trưng bày các sản phẩm tái chế, 5 gian hàng thu đổi rác tài nguyên của các hội đoàn thể và khu dân cư. Mỗi gian hàng gồm nhiều quà tặng như dụng cụ học tập, đồ dùng gia dụng và các sản phẩm làm từ rác tài nguyên. Hàng trăm người dân đã mang nhiều bao đầy ắp rác thải ở nhà mình là giấy cạc tông, vỏ lon, chai nhựa đến các gian hàng để đổi lấy quà tương ứng. Thì mình góp lại, mình bỏ vào cái bao môi trường đây, rồi bắt đầu mình đi gom góp của tổ, rồi mình đem về mình để rồi tới mình đem lên đây. Còn những mà không có ngày hội thì mình gom mình bán đưa cho tổ bán để cái tiền nó làm quỹ. Thế là cũng mang được 2 bao lon và một túi giấy báo đọc lâu nay là tích trữ lại. Và coi như là theo ý thích là coi như tôi có đổi lấy một chậu cây rất là dễ thương. Và khi phường tổ chức này ngày hội rất là vui, mọi người cảm thấy là mình đã đóng góp một phần nào đó vào bảo vệ môi trường. Ngày hội đã thu về khối lượng lớn rác thải tài nguyên. Đây là hoạt động thường niên tại phường, góp phần thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn.